Chuyển dạ cũng được gọi là sinh nở, là một công việc nặng nhọc khi sinh ra một em bé. Đặc biệt, đó là quá trình bắt đầu bằng sự co thắt cổ tử cung, gây ra những thay đổi ở cổ tử cung để đẩy bào thai ra ngoài qua đường âm đạo và kết thúc bằng việc đẩy nhau thai ra. Sinh nở thì thường bắt đầu tại một thời điểm khi mà bào thai được coi là đủ tháng, đó chính là từ 37 đến khoảng 42 tuần thai kỳ. Trong quý thứ 3 thì trước khi bắt đầu chuyển dạ, người phụ nữ có thể thấy được dịch nhầy và máu đi ra từ cổ tử cung, đôi khi được gọi là nước đầu ói. Cũng có khi màng ói có thể bị vỡ, người ta gọi đó là vỡ ói. Mỗi trường hợp trên đều có thể khơi mào cho việc bắt đầu chuyển dạ và các cơn co thắt chuyển dạ thật sự. Nhưng mà cần phân biệt những hiện tượng này với những cơn co thắt chuyển dạ giả nhẹ hơn và không thực, cũng gọi là co thắt Rutten His, đôi khi được gọi là co thắt tập sự. Một khi đã bắt đầu thì các cơn co thắt chuyển dạ thật sự tăng dần về tần số, thời gian kéo dài và cường độ, có thể cảm thấy chúng như những làn sóng dồn nén lên đến một cường độ đỉnh và sau đó giảm xuống dần. Các co thắt kéo các mô dày của cổ tử cung, làm nó bị xóa mất hoặc trở nên mỏng hơn và đồng thời giãn ra hoặc mở ra, để sau đó bào thai có thể rời khỏi tử cung và đi ra ngoài. Từ thời điểm bắt đầu co thắt thật sự tới khi em bé được đẩy ra ngoài thì thường mất khoảng 12 đến 18 giờ đối với các trường hợp mang thai lần đầu, và chỉ cần một nửa thời gian đó đối với các trường hợp mang thai tiếp theo. Tuy nhiên, người mẹ nào cũng có thể biết thời gian này có thể biến đổi rất nhiều. Mặc dù đây là một quá trình liên tục nhưng có thể chia sinh nở ra làm 3 giai đoạn. Ngoài ra thì trong giai đoạn đầu tiên này thì có thể chia làm 3 thời kỳ. Thời kỳ đầu là thời kỳ sớm, hoặc có thể gọi nó là thời kỳ tiềm tàng, thì thường kéo dài từ 8 đến 12 giờ với những cơn co thắt thất thường, xảy ra cứ khoảng 5 đến 30 phút một lần và kéo dài trong khoảng 30 giây, khiến cổ tử cung giãn ra từ 0cm đến khoảng 3cm và xóa đi khoảng 0% đến 30%. Thời kỳ tích cực của giai đoạn đầu tiên thường thì kéo dài trong khoảng 3 đến 5 giờ với những cơn co thắt đều đặn xảy ra cứ 3 đến 5 phút một lần và kéo dài trong khoảng 1 phút hoặc có thể là lâu hơn. Điều này khiến cho cổ tử cung giãn ra từ 3cm đến khoảng 7cm và xóa đi khoảng 80%. Cuối cùng thì vào giai đoạn chuyển dạ đầu tiên, đó là thời kỳ chuyển tiếp. Thì thời kỳ này thì thường kéo dài từ 30 phút đến khoảng 2 giờ với những cơn co thắt rất là mạnh, xảy ra với thời gian nghỉ chỉ từ 30 giây đến khoảng 2 phút giữa các lần co thắt. Mỗi lần thì thường kéo dài từ 60 giây đến 90 giây, đôi khi thì gối đầu lên nhau một chút, có nghĩa là các cơn co thắt sau bắt đầu trước khi mà cơn co thắt trước kết thúc. Đây là thời kỳ căng thẳng nhất, nhưng cũng có thể gọi nó là thời kỳ ngắn nhất và làm cho cổ tử cung giãn ra hoàn toàn từ 7cm cho đến 10cm. Và bị xóa đi khoảng 100%. Ngoài ra thì túi ói thường vỡ vào thời điểm này, nếu như mà nó chưa bị vỡ. Khi mà cổ tử cung đã giãn ra hoàn toàn thì chúng ta bước vào giai đoạn thứ hai của chuyển dạ, có thể gọi là giai đoạn sổ thai. Trong giai đoạn này thì điều tối quan trọng đối với đứa bé, đặc biệt là đầu của em bé, là phải luồn qua được chậu hông của mẹ. Và điều này phụ thuộc vào 3 chữ B: lực, power, hành khách passenger và lối thông basis. Lực đẩy là các cơn co thắt mãnh liệt của tử cung. Hành khách là bào thai và lối thông là con đường mà bào thai phải đi xuyên qua xương chậu hông để ra ngoài. Trên thực tế thì mối quan hệ giữa đầu của em bé và xương chậu hông là quan trọng, tới mức mà các em bé đã tiến hóa với hộp sọ mềm chưa kết nối, sao cho đầu của chúng có thể càng lớn càng tốt, nhưng mà vẫn lọt qua được an toàn qua lỗ thông xuyên qua xương chậu hông để ra ngoài. Có một vài yếu tố quyết định đến đoạn đường này khó hay dễ ra sao đối với bào thai. Trước tiên, đó là kích cỡ của bào thai, nhưng mà yếu tố quan trọng là kích cỡ đầu của bào thai. Ngoài ra còn có vấn đề về tư thế của bào thai, tức là thân của bào thai gặp lại ra sao, chứ không phải là cái cá tính của bào thai. Khi mà bắt đầu chuyển dạ thì bào thai thường được gặp lại hoàn toàn, có nghĩa là cằm thì ép vào ngực, lưng của chúng thì uốn cong, các cánh tay và chân gặp lại. Ở tư thế này thì đường kính dưới chẩm thớp trước nằm tại eo trên là nhỏ nhất. Những bào thai lớn hơn và những bào thai không hoàn toàn gặp lại có thể trở ngại khi đi qua con đường này. Tiếp theo, đó là vị trí của bào thai trong tử cung. Lý tưởng là ngôi dọc,
Theo đó thì trục dài của bào thai, tức là cột sống của nó thì nằm theo phương trục dài của mẹ, tức là cột sống của mẹ. Thế nhưng, ngôi thai cũng có thể là ngôi ngang, đó là khi cột sống của bào thai nằm vuông góc với cột sống của mẹ. Hoặc có thể là ngôi xuyên, tức là hơi xuyên qua một góc. Hai tư thế này có thể gây khó khăn cho tiến trình sinh nở. Và cuối cùng, đó là ngôi của bào thai, tức là phần ra trước tiên của bào thai. Gọi là phần ra trước, đi xuống vào eo trên. Loại thứ nhất là ngôi đầu, tức là đầu ra trước. Ngôi phổ biến nhất và thuận tiện nhất cho việc sinh đẻ là ngôi đầu, có tên là ngôi chõm. Theo đó thì đầu gập xuống hoàn toàn. Ngoài ra thì còn có ngôi mông, tức có nghĩa là đầu thì ngửa lên, vì vậy mông đít hay bàn chân hoặc các đầu gối thì ra trước, và ngôi vai là các vai ra trước. Để đi qua được đoạn đường này thì bào thai thực hiện một số thay đổi tư thế được gọi là các chuyển động hoặc cơ chế thiết yếu của chuyển dạ. Ban đầu, đó là bước đi xuống, bào thai di chuyển xuống tới eo trên. Mức độ đi xuống được gọi là vị trí của bào thai thì được mô tả bằng mối quan hệ giữa phần ra trước và phần gai ụ ngòi của mẹ. Bào thai di chuyển từ eo trên, vị trí vào khoảng trừng 5, xuống gai ụ ngòi, vị trí 0. Tư thế này được gọi là sự lọt vào. Sau đó là gập. Khi đó thì cằm của bào thai ép vào ngực, khi mà đầu của nó gặp được cản từ sàn chậu. Tiếp theo là bước xoay bên trong, theo đó thì các vai của bào thai xoay bên trong 45 độ để cho phần rộng nhất của vai khớp với phần rộng nhất của eo trên. Sau khi đầu của bào thai đi qua bên dưới khớp mu, vị trí khoảng cộng 4 là bước mở rộng. Đó là khi đầu của bào thai sẽ thay đổi từ bước gập sang bước mở rộng và sau đó chúng di chuyển xuống tới vị trí khoảng cộng 5 và ló đầu ra ngoài âm đạo. Sau khi đầu thoát ra, đó là bước trở về. Theo đó thì đầu xoay bên ngoài sao cho các vai có thể đi qua eo dưới và bên dưới khớp mu. Và cuối cùng, đó là bước đẩy ra. Theo đó, vai trước trượt bên dưới khớp mu. Theo sau là vai sau. Và sau đó cuối cùng là phần còn lại của cơ thể. Điều này đánh dấu sự kết thúc giai đoạn 2 của chuyển dạ. Đến giai đoạn thứ 3 của chuyển dạ, thường xảy ra sau khi em bé được sinh ra và liên quan đến việc đẩy nhau thai ra ngoài. Sau khi em bé sinh ra thì tử cung co bóp rất mạnh và nhau thai bắt đầu tách rời khỏi thành tử cung. Sau đó nhau thai được loại bỏ một cách rất là cẩn thận để mà đảm bảo không còn nhau thai sót lại trong tử cung. Đôi khi thì khoảng thời gian vài giờ sau khi sinh được gọi là giai đoạn thứ tư, bởi vì có những thay đổi rất lớn vào sinh lý của người mẹ như là thích ứng với việc mất máu, tử cung bắt đầu co hồi, tức có nghĩa là tử cung bắt đầu quay trở lại trạng thái trước khi mang thai. Nói tóm lại thì chuyển dạ bao gồm có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, đó là bắt đầu với những cơn co thắt chuyển dạ thật sự và kết thúc khi cổ tử cung bị xóa đi hoặc giãn ra hoàn toàn. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn sổ, kết thúc với sự ra đời của em bé. Giai đoạn thứ ba kết thúc với việc đẩy nhau thai ra.